bạn. Chào mừng các bạn đến quê nhà channel. Hôm nay mình đã ra chào mừng các bạn đến với mình nhà channel. Hôm nay mình đang đi lên chuồng các bạn. Có bằng thôn. Mình sẽ cho các bạn coi bạn ngồi với chuồng nha. Mèo kìa. Có mèo của mình, mèo phải mèo của mình đâu. Mình em kỹ rồi áp cho tao cũng kỹ lắm rồi mà giữ dịch dùng tranh không mà đâu có ngoái của quốc dân thì khó giờ dính luôn. Thank you.
lên gì đâu. Ủa sao vô ốc dép được? Chưa. Sao đem bỏ vô vậy? Dép thì mới được đi rồi. Không được nâng con mèo rồi. Kinh ngập hết cửa lắc lắc xuống. Chúng ta đi hát dép vào chùa Bảo Lâu. Chắc rồi còn đâu mà Thảo muốn lên. Chùa mày tên gì? Chùa? Chùa Bố Đồng Nai. Chùa mày á? Chùa lâu không có đi chùa tại dịch bệnh, tao không có cho lại chùa. Hôm nay là rằm nè. Các bạn ơi, hôm nay là rằm nha các bạn. Người ta biết hôm nay là hôm nào. Hôm nay ngày mấy tháng mấy con chơi trời. Hôm nay đi chơi 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 chơi. Ủa tuần này chưa vào hả? Tuần này chưa vào hả? Gan mè, gan mè. Gặm tháng 7 là lớn lắm đúng không? Trên bà ba. Ông dịch nằm trên cái mâm á, cái mâm cúng á. Ừ, tiền. Mày nó có cái clip á. Đây. Mày mới dọn là mấy thằng dùng tay nha. Mày một tay nữa nhé. Cái mấy thằng ở chỗ mới dọn giá buồn ra. Đánh dây rồi, bố giỏ là bố lắm nè. Người cho con cứu con. Để nó cứu con. Mày bắt quỷ nào dùng coi. Bắt nó lại đây. Bắt gì bắt? Bắt nó lại dùng cái này. Bắt nó lại thầy. Mày dặn cổ mày. Mày dặn cổ mày. Chạy đi, chạy đi, cho mày chạy đi, chạy đi, chạy thôi, chạy thôi. Mình gần kết thúc video các bạn. Còn mấy phút nữa mình sẽ kết thúc video. Cái gì? Ít tà cao giờ. Ba nằm luôn quá. Bắt tay một đống không?
giờ mình sẽ đi chùa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.